Điều gì tạo nên một thiết kế mới nhất tại Lekas? Túi dáng hình hộp không còn quá xa lạ, nhưng vẫn chiếm trọn trái tim chị em như nét duyên ngầm, ẩn chứa trong form mềm mại mà khỏe khoắn. Đào không chỉ đơn giản là sự tỉ mỉ từ bản vẽ cho đến khi hoàn thành sản phẩm, đó cũng là sự cầu kỳ chọn lọc cho từng gam màu để mang đến thần thái và phong cách. Trong video này, hãy cùng thợ da Lekas tìm hiểu xem có gì thú vị trong bộ màu sắc lần này của Đào nhé! Với dáng sách tay xinh xắn cùng với thiết kế phần quai đeo điệu đà, Đào sẽ khiến bạn trở nên nhẹ nhàng và nữ tính hơn gấp bội. Tuy vẻ ngoài có phần nhỏ nhắn, nhưng Đào có tận 4 ngăn riêng biệt cho bạn thoải mái sắp xếp đồ. Khi shopping mua sắm, bạn cũng có thể dễ biến Đào thành một chiếc túi đeo vai tiện dụng để có thể rảnh tay lựa chọn tất cả những đồ mà mình thích. Những gam màu trong bộ sưu tập Đào lần này có dịu mát, có tươi tắn, cũng có chút rực rỡ và nổi bật. Đây là những gam màu trẻ trung, tươi mới mà Lekas luôn muốn mang đến trong mùa hè. Hai gam màu trắng đen quen thuộc nhưng rất được lòng chị em công sở bởi sự trẻ trung, gợi cảm nhưng không kém phần thanh lịch. Đen là màu cơ bản được lựa chọn nhiều nhất, một chiếc túi màu đen cũng sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ và có chút cá tính. Màu trắng sẽ nói lên sự tinh khiết, nữ tính và nhẹ nhàng. Với những chiếc túi màu trắng sẽ giúp bạn tạo điểm nhấn, tạo sự tương phản rõ nét với những trang phục màu tối. Nâu đỏ sáp vừa mang lại cảm giác ấm áp, vừa pha trộn vào đó một chút cổ điển. Đặc biệt, dòng da này càng dùng da sẽ càng xuống nước, óng ả và mềm mướt hơn. Nâu bò là gam màu trung tính, mang đến vẻ sang trọng và đẳng cấp cho người sử dụng. Một lợi thế nữa là túi sách màu nâu có thể mix đa dạng với mọi màu sắc, từ cơ bản đến các màu đậm. Đây chính là lý do mà túi sách màu nâu sẽ không bao giờ bị lỗi mốt. Không rực rỡ tỏa nắng như sắc đỏ, cũng không quyến rũ như màu đen, nhưng gam màu vàng lại mang tới sự năng động và tươi tắn. Vàng màu tạt nổi bật nhưng mà vẫn dịu nhẹ, vậy nên bạn cứ thoải mái mix match theo sở thích cá nhân mà chẳng lo đối chọn hay quá bật tông nhé. Mang không khí mùa hè với những bữa tiệc, một chiếc túi đào nhẹ nhàng với tông hồng tôm dịu dàng, tinh khôi sẽ giúp bạn luôn tự tin tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Nếu bạn muốn nổi bật trước đám đông thì chắc chắn màu đỏ sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Một gam màu rực rỡ nhưng lại không quá kén da, ngược lại bạn sẽ trở nên thật thời thượng và quyến rũ. Được biết đến là gam màu trầm, lạnh, Lekas gợi ý cho bạn hãy kết hợp màu rêu sậm với các đồ có màu xám, trắng sẽ mang đến một cái nhìn hài hòa về màu sắc và rất thời trang. Không phải tự nhiên mà màu xám được yêu thích nhiều đến như vậy. Nếu màu đen mang lại sự bí ẩn, màu trắng tạo nên sự thanh lịch, sang trọng thì chiếc túi màu xám sẽ giúp bạn trở nên trông thật tinh tế và thời thượng. Dù bạn theo phong cách sang chảnh hay ưa chuộng năng động thì đây là chiếc túi sẽ không thể nào bỏ qua nhé. Sắc xanh được sử dụng trong bộ sưu tập đào lần này đó chính là dòng da Saffiano. Khi các bạn sờ lên có thể dễ dàng cảm nhận được những đường vân chìm đặc trưng. Saffiano với các đặc tính như là chống thấm, chống chầy, chịu nước và rất dễ dàng vệ sinh hay bảo quản. Bạn sẽ không phải lo ngại khi chẳng may sản phẩm của mình bị dính nước hay là bị mốc nhé. Lekas mong rằng bộ sưu tập đào lần này sẽ là nguồn năng lượng tươi mới, tiếp thêm sự tươi trẻ cho bạn thật rạng rỡ trong mùa hè này. Để đặt hàng, hãy comment dưới clip này hoặc nhắn tin cho Lekas để được tư vấn mọi thắc mắc. Thợ da Lekas xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo.